Quên hay đứng game Rồi lắm. với Linh. Bên đây. Basic á, bắt cái basic thôi. Giờ thì Em record nó kiểu lắc quá ta. Cái record của em á, nhanh lên drop nhanh lên nhanh FPS lên á. nhanh lên nhanh lên nhanh Tí lên sẽ tí anh em chạy setting. Read it kìa, Của mình không bị drop FPS, nhưng mà mẹ nó lúc mà nó đi ra không bị cái drop game. cái 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 video video record lệ của em nó mẹ. bị Bịt lệ bịt lệ. Repeat my say hoặc Anna. Đây bên đứng 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 cái kiểu à. Đó. À Để cái không? Đây à, nhớ nhớ nhớ. Ở đứng góc dưới. phút á. Anna đứng bên kia đi. Tăng đứng trên đây thôi. Mình không có Anna mày. Em biết ra đi à. À không không. Ồ tôi biết Rồi ra rồi rồi. rồi. Ok không sao. Ờ đấy nó mà. Đấy chưa dừng ra rồi. Ở đây cũng có mỗi Qua đây một người qua đây với mình. Một heal. Ok đứng đó đi. Brigitte bên trên kia. Tại tôi sợ Brigitte với lại Mercy heal không nổi thôi. Đến phố thôi là lùi về. Đừng có bắt đó mọi người. Hanzo Ren hả? Hanzo Ren. Ok được ạ. Moira ra. Moira ra. Rồi được rồi, được rồi. Để nó. Moira ra nữa. Phải ra, phải ra, phải ra, phải ra. Pharmacy, pharmacy, pharmacy. Ok, Hanzo nó. Mọi người lùi về đi. Má. Má đéo mà mày đứng luôn. Gần quá đây. Qua là không chết. Tại tôi vừa mới drop mới chết xuống. Đi ba trên lầu. Anh tôi trên lầu. Ở đi ba sao? Đi ba mất. Phải. Phải yếu, để về solo, về solo. Ok. Không thấy, không thấy. Đi ba sau lưng. À, được rồi, được rồi. À, lên rest về, được rồi, lên rest đi. Được rồi, rồi, đứng chỗ này, đứng chỗ này. Phải phải nè, trên phải nè. Rồng, rồng, rồng. Ra half, ra half. Ui, dưới shadow, dưới shadow, dưới shadow. Oh, fuck. Rally liền luôn đi cho team luôn. Phải ra, pharmacy lên kìa. Không bắn được, phải ra nha. Phải ra. Hanzo, Hanzo. Bắn Hanzo hộ cái. Đừng 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 quay lại sang các bạn ơi. Đây đây đừng quay lại. Ra heal cho team đi không sao đâu. Thôi bị ấy rồi. Thôi. Có phải là nó spam nhưng mà em. Hai. Para solo, 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 Phải đâu nè sau kìa. Rồi 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 rồi. Phải là chết rồi nha, phải là chết rồi, phải là chết rồi. Thằng run run. Run bên hầm 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 trên nè. Đứng game, đứng game, đứng game. Có Graviton rồi, có Graviton. Sao rồi? Có Riptide nha. Graviton có mỗi Riptide. Có mỗi cái. Phá cái gì mấy của con đi bà trước kìa. Thằng rồi yếu. Được chết. Đây. Được rồi. Bình tĩnh chơi thôi. Quay tắt được cái record vô lại được mà. Quay record bằng gì? Biết nữa. Mà tắt được thì vô lại thôi, có sao đâu. Nó biết solo. Nó solo. Xíu xíu xíu. Đồ má xếp người chết rồi. Chết. Má dễ thương. Nằm mà. Dễ thương chứ. À, còn có mình em mà, còn có mình em mà. Thôi về. Chạy không sao, không set máy hả? Ồ chắc là phải vậy rồi. Không hẳn là reset máy với là chắc là tắt xong phải vô lại game. Đổi heal liền, đổi heal liền, đổi heal liền. Tắt vô lại game thôi. Kit rồi. Kit ready. Trên lầu, trên lầu, trên lầu. Kit ready nè. Ok, vô này, kit ơi. Yếu rồi, đi vai yếu. Get run, còn mỗi ra đi, nghe bao, nghe bao. Biết cho nghe là đi vai yếu cực kỳ. Rồi, đi vai, đi mét. Còn, bán hàng, Ok,
Ngon ngon ngon. Anh ba làm gì vậy? Lùi về Cherry ơi. Người ơi chuột ơi, để chuột má mày phải vụ tao. Rồi hô. Ghé dám ra. Hô tí thì chắc phê vô lại được á. Đang vô. 20 giây. Có đầu hả? Là không có máu không có thằng. Còn 20 giây đi vô hiểu không? Ok ngon. Ai địch. Ai đủ không? Thôi chết lại rồi lại rồi lại. Ba hát đi ba hát. Khỉ có khỉ. My will is chết hình rồi. À. Anh nó khỉ nhảy vô anh. Em không biết nhảy sau nè, nhảy sau nè. Để em vô anh cô vợ anh. Nó chơi ghost. Khởi cho nó, khởi xuống. Mẹ thôi, ba thôi. Nhảy ra đây. Nhảy cái gì ba, có ai báo khỉ trước mặt đâu, nó đè ra trước cổng rồi sao mà chua được. Ui. Thôi quá quá kịp. Phía sau nè. Đã chết rồi, ra đéo mấy gì xung quanh rồi. Không sao, mình tỉnh. Bóc bộ tôi cái, bóc bộ tôi cái được không? Carry this shit. Tôi bóc bộ đang delay. Tôi ba xuống lưng bóc à. Thầy. Thôi okay, có, sắp có Graviton rồi. Thấy là sao, khỉ sau ngay cửa, Sắp có Graviton rồi. Khỉ dưới, em bị khỉ dưới. Má bị giết. Nếu mà hồi sinh tôi được á, hồi sinh liền. Ra hồi sinh liền. Không được. Rồi, hiểu đi. Ok. Hai. Bị khỉ dí. Khỉ bên trái. Khỉ half. Kit xài, riptide được, cứ xài. Cái này. Thôi chết khỉ nha. Ok. Có ngày đi là 4 rồi hả? Ngày em xài luôn. Có ngày đi là thứ 4 rồi. Khỉ còn dưới hầm đúng không? Tụi nó áp sát vô combat là rồi. Lên hát yếu. Lên hát cực yếu luôn. Nó mà chơi được trong. Đi ba trên cao. Ừ, hay lắm. Gấp lại, đi ba trên bò. Đánh đâu. Nó núp ra được. Thôi, tôi bị đau rồi. Nè, heal. Ra một. Nó có sẽ dính ráp của em kìa. Đi ba nổ. Nhiều mấy cái tế cái xe là bị nhẹ rồi. Ship tới đâu tin đâu. Thôi, tập trung đánh. Nó tới nhưng mà nó tới quá trễ. Kiểu như còn 0.1 giây nó bị hụt cái đó. Tới được. Thề luôn á, mấy cái thằng mà chuyên mà counter vẹt cái ấy mà giúp vẹt một tí đi vẹt chết thì ra mày đéo biết gì xảy ra đâu. Thề vẹt đéo carry được đâu, nó thiệt luôn á. Vậy không biết là không ai bay lên vẹt hết á. Vẹt phải tự nhảy xuống bộ. Không nhảy được, tao chưa ra nó đã đứng chờ tao chứ. Ngày qua đó tao đã biết phải giải thưởng thế nào. Wilson nó đứng ngay cái cửa luôn rồi, nó body shield rồi. Nó là đứng sẵn từ đó thì đâu phải là lỗi là tao không biết. Rồi tập trung đánh nè, còn get để coi. Body va đi. Trên biết Lucio. Lucio chưa. Để tôi. Nhưng lần trước mình team bạn có Phara có vài đồ thì dù mày hết á. Mình bút nó xuống nha. Nipper hoặc là mắc xin. Hết skin đi ông kid. Nipper đi. Ừ, Yumi cầm Nipper. Đẹp lắm. Friend tăng đó. Ủi tăng đó. Ủi tăng đó. Kid. Nipper này stick với bộ nha, Nipper này không đi bóng đâu. Nhìn nè. Ui, đẹp đó. Được. Ông stick đi chung với bộ thì bộ mới sống được. Đến người nè. Quy đồ vô chơi bên tay. Ông tròn trên giá. Chơi cái bình nước á. Rồi nhảy xuống rồi. Đúng rồi, nhảy xuống. Trên cao. Có AC. Rồi nó. AC. AC siêu.
Quay đồ trên trời chết. Quay đồ chết. Em đi ngồi lên trên. Dung đi ngồi lên trên. Dung đi ngồi lên trên. A xíu. A chết. Dạ, yếu rồi. Mà chết, tụi mày coi anh bắn phụ yếu mà. Tăng chết. Đây, thằng yếu rồi, thằng yếu rồi. Chắc chắn là chết. Rồi, đẩy thôi, đẩy. Ana chết, Yuler chết. Không thủy. Thầy. Bắn phá lồng, Thủy chết. Ép lên luôn, cổng luôn. Ép mạnh lên. Nó bị yếu thế lắm rồi, phải ép lên cho team phải xe đúng không? Đó, đúng rồi, con Kaya yếu rồi. Đó. Có xíu. Ê, bị bịt rồi. Xong rồi. Lùi về. Cả team lùi về. Thấy chưa? Cái khúc đó là boost mạnh lên. Thấy chưa? Mini đó. Đó rồi, mẹ kia nè, khỉ nè. Mày nát rồi, ra nát, tắt chát. Rồi đi ra nè. Sắp. Có thất trời nè. Phát siêu. Bịt chết. Nhảy trên nè. Mày nhảy xuống nè. Ờ, bị tham ra đau rồi. Chết. Ép lên luôn, Dung ơi. Thủy chết. Ép. Lăng chết. Daria luôn, em bóc mát rồi. Daria chết. Còn Ash trên lầu. Dung đi. Dung đi với tôi, Mimi. Ép cao lên. Ash dưới nè. Không thấy nè. Ash trong lòng. Thủy. Thủy bay ra ngoài rồi. Nhảy lên trên lầu á. Thủy nhảy sau nè. Đang heal. Nó bét lại rồi. Đó. Ui chết mẹ, dính trên rồi, sorry. My bad. Giờ này, giờ này một máu. Phải đằng sau. Rồi, trời ơi. Cái khúc đầu á, nó bị bể á, là nguyên cả team ép hết lên luôn. Chỉ cần hai hay ba người đi đẩy xe thôi. Kéo anh tùy. Xong cái rocket nó mạnh vậy? Ừ. Rocket nó mạnh mà. À, nó dí thẳng cho mặt. Hết cái đó chắc cũng 300-400 máu, 300 máu. Sống được đâu. Tăng còn diễn nổi mà. Còn có sao cho trong lũ animation nó thấy nó bay hoài vậy. Coi dòng cái clip animation đó. Hư cấu đó ba. À, hay nó bay rồi nửa biển. Setting OBS quay sao bị rớt. Trước giờ đó giờ lúc nào cũng bị hả? Ừ đúng rồi, không mà đó giờ khoe xài cái GeForce Experience á. Rồi rớt là phải rồi, biết tại sao không? Tại vì nó quá nóng cái kẹt màn hình á. Tại vì cái GeForce Experience nó xài full 100% cái kẹt màn hình. Ừ vậy thôi để đổi qua OBS xài ha. Tại vì thứ nhất nè, cái GeForce với OBS á mình chỉ chạy có 2000 bitrate thôi. Còn cái GeForce Experience tối thiểu là 30.000 bitrate. Ok, vậy đổi qua kia xài. Tại đó giờ xài đó không à. Ủa? Nếu mà tăng bitrate cao lên á thì cái game hình rõ hơn, hình đẹp hơn. Hình đẹp hơn mà ngược lại game nó lắc hơn. Không, game nó không lắc tại vì cái thằng Experience GeForce cái gì ta gọi là OBS ở đại khái không Nvidia Play gì á, đúng rồi, Shadow Play. Shadow Play á là riêng thằng đó nó được optimize một cách cực kỳ luôn, game không có cảm giác lắc. Ừ mà đứng máy ở gì để tôi nâng cái bitrate lên. Đứng máy là do nó quá nóng máy. Máy nóng quá, nóng như cái lò than. Ông đừng nâng, ông nâng vừa thôi. Tụi tôi nhìn là được rồi mà. Đâu tụi tôi không quan trọng đẹp hay không, tụi tôi quan trọng biết được cái chuyện gì này diễn ra trước mắt. Trước là mặt tôi máy yếu, tôi chơi với cái team cũ với Yomi. Với chuột là tôi để mọi thứ là độ phân giải 320. Nhìn mờ mạt luôn, nhưng mà đảm bảo là chơi trong game không bị tuột. À. Cho nên nó không quan trọng, quan trọng đẹp quan trọng có rồi. Tại coi cái clip mới nó giật cầm vải liền. Biết config OBS chưa? Chưa, để reset cho. Để hết bữa nay đi. Để cũng phải đau về các kiểu nữa. Rồi ok.
Giờ trừ ở đây còn ai đâu, trừ máy của chuột là giờ là tiên người già khỏi record, còn lại là các bạn ai phải record hết. Là sao cái màn hình review của em á, nó lắc vậy, ý là drop FPS á. Disable review đi, để rửa bộ review vô mi bấm setting xong là vô mi để review, tắt review rồi. Bitrate để 2000 thôi. Em để 1000 năm mà nó vẫn chậm chậm á. Ý là em biết tại sao lắc không? Tại vì cái scale của em là 4K, em chơi 4K. À. Em stream mà nó không lắc. Đúng là em stream nó không lag, nhưng mà nó không thể perform được cả hai màn hình ở cái mượt như vậy được, nó chiếm rất nhiều VRAM. Đúng rồi, thấy em trước máy của Vẹt á, lúc ngoài nhà Vẹt, mọi người nhớ là Vẹt để ba cái màn hình cho Resident Evil không? Vẹt vừa tắt một cái thôi, vô game FPS 120 hoài luôn. Tức là nó phải xuất ra cả ba màn hình, nó là nó không kiếp thử cái chỗ video á, kiếp để hình canvas resolution giảm xuống 1080 720 gì đó, 720 cái canvas không cái can ờ đúng rồi cái canvas vậy. Canvas nó giảm xuống. Em lúc nào cũng hình như cũng scale xuống 720 đó, free time bubble charge. À, nghe nè, trên dây kiếp thử về chuột hả? Chùa Yumi Mi bút bộ chạc block tường y chang bữa nói Yumi. Rồi cô nha cô biết nha, tức là cô nai thì team chịu khó lấy thịt đèn người vô, đừng có mà một mạng nha. Là tức là bây giờ nó lại là vàng là... nó trước đi. Cô đã không, là tức là bây giờ là Yumi dựng tường ở bên trái đúng không? Cần mọi người đứng đó chờ. Đứng chờ luôn, chỉ có chỉ có Yumi đi qua kia thôi. Xa thì xa thôi, rồi xong rồi Yumi quẹo qua cái nhà nhỏ nhỏ, bé xinh xinh. Nhỏ nhỏ trái hả? Tường vừa đó là tấn công liền. Ok. Sao mọi người đứng sau tường á, đừng để lộ sai được rồi. Lần đầu hên xui lấy được nha. Cái này phải tập có gì tôi. À, mình chưa tập cho nên là không sao, cứ từ từ. Con khỉ thì thấy con nào mà đứng lẻ bóp đầu luôn. Nhảy thẳng vô là healer. Chỉ cần nhảy thẳng vô healer thôi là được. Chứ bên trái mọi người ơi, đừng để đếm người. Giữ đạn đi, ngồi lúc cần gài đạn không có. Trên hạt Zarya, tập John. Hoặc tuy bên phải. Rồi dựng tường dưới mặt kia chứ. Dựng tường dưới mặt kia chứ. Ơi. Quay đầu kia rồi. Quay đầu kia rồi. Quay đầu kia rồi. Quay đầu kia rồi. Tóc hỏi lắm không? Rồi về chứ, về Banana Nghi lót. Không, như cũ rồi. Rồi ok, đó được thôi. Lấy energy. Ủa, Binh ra hát rồi nha, Binh ra hát rồi. Tôi yếu, tiêu máu. Mày hiểu. Nano chai. Xíu. Rồi, có bubble nè, có bubble nè. Ra full chạc rồi kìa, Ren hát á. Rồi. Đứng bên phải, dùm hẹp á nha. Vô mày chặn tường. Đâu. Mình xỉu, giết đi, mình xỉu tốt. Nó không, nó cao quá anh ơi, nó có cánh. Nó có cánh. Có full ulti rồi, team mình có ulti rồi. DPS với Ripper nha. Mình xỉu.
Quay trên lầu. Quay trên lầu, mất quay trên lầu. Ờ, đi bờ, đi bờ, đi bờ. Cái bờ không phết, cái bờ không phết. Thôi, chân chết rồi, chết rồi. Chạy cái lầu. Dạ, dạ, mình có ulti nè. Grab nè, grab nè, grab nè, grab nè. Đúng rồi. Đây à. Móc luôn, móc luôn. Má, chó. Chết chắc, chết chắc, chết chắc. Đều. Có bồi rồi, có bồi rồi, không sao. Có bồi rồi, không sao. Thôi, Cherry đi lên, Cherry đi lên, cho tôi lấy MNT. Đúng rồi, đi lên, mạnh lên. May, 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 may. Không, 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 đừng rắc công ty. Tiên lên, lùi lên, lùi lên, lùi lên. Cho mày con rắc, con rắc công ty nha. Rồi, 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 em chưa có nha. Thôi bộ chưa, thôi bộ. Đánh mạnh lên. Anh lên luôn, anh lên luôn, đừng, đừng, đừng. Cherry lên, Cherry lên, Cherry, Cherry lên. Anh lên, còn em móc tôi là còn có bát nữa chứ. DBS nó bị tắt rồi nha, DBS nó bị tắt rồi. Phải. Đúng rồi. Bin bin ra, bin 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 tăng, bin tăng rồi. Tăng tăng yếu. Mercy down, Mercy down, Mercy down. Đang chết, đang chết. Còn Yang Yang. May may đằng sau, may đằng sau. Còn heo, còn heo. Hồi nãy. Gấp gấp lại, gấp lại, gấp lại, gấp lại. Lùi về được thì lùi, lùi về được thì lùi. Yo mày đang bị được rồi. Đây đây đây. Thôi, không sao không sao không sao. Không không được rồi, không được rồi. Có bút bộ, có bút. Thôi. Không kịp. Chạy chạy không nổi, chạy không nổi. Không biết rồi nha. Mấy lần mình chăm sóc sắp tới. Mày với McCree. Cherry lên, Cherry đi lên xíu nữa. Cherry lên xíu nữa. Đó, đúng rồi, đưa cái mặt ra. Đưa cái mặt ra. Gia ra đi, gia ra đi. Đi bật lên một. Rồi chết. Rồi không. Để xe, tập trung để xe, tập trung để xe, tập trung để xe. Rồi thả ulti của May vô. Thả ulti May ra. Đúng rồi. Tôi bị cưng. Chặn cửa mày, chặn nó rồi, mày chặn nó trong này rồi. Chặn rồi. Chặn rồi, chặn rồi, chặn rồi, body lock rồi, body lock rồi. Mày chặn boy, mày chặn boy, mày chặn boy. Mày cho lưng, mày cho lưng, mày cho lưng, mày cho lưng, mày cho lưng. Hai. Má thời đại định biết sao định nano cherry. Ủa, cái chạc của con Zarya khi mà nano lên có tăng đam không? Có. Cái nào chả vậy? Nào chả vậy? Có. Nó đam nó còn đau hơn gấp mấy lần. Nhưng mà kiểu để full chót á, xong khoảng là kiểu 70-80 á. Dừng rát, dừng rát deep bờ. Dừng rát. Đây Mercyana. Khoan. Cái Norisa hả? Khơi đi. Không, có tao, có tao, mày cứ khơi Diva đi. Diva tình huống không nổi hay hơn. Nên Diva. Ừ ok, tôi xin. Nếu mà Diva thì nên cung. Nên cung mày chặn cái cửa. Mà đi chung với bầu đúng không? À, trước rip mà quên mỗi một phần rồi. Nếu mà bên kia có Zarya thì bỏ Diva đi nha. Tại vì okay. Tại vì Diva nó giống như là cái cục dạng công ty miễn phí cho con Zarya. Mà từ khi Zarya nó biết chơi thôi. Nhưng mà hồi nãy 50, kiểu 50-50 á. À, Dipper này á, Dipper bắn flank nha. Tại có con Dipper ở nhà đẹp rồi. Yomi mọi người ơi, luôn cảnh giác với trường hợp nào flank là báo liền. Ana đứng off angle không có trọng đâu. Lên lầu đúng không? Nó qua hết rồi kiểu nha, nó qua hết rồi kiểu nha, Yumi đi móc. Rồi rồi, qua cái cửa nhìn là biết Yumi đó. Qua cửa Yumi móc nha. Anh call cho Yumi, để anh call cho. Đẹp cửa. Đẹp cửa. Quy đồ cao, quy đồ cao, quy đồ cao. Moira, Ripper, Diva, Ryan. Thân bị xuống, thân bị xuống, thân bị xuống, thân bị xuống. Thân bị xuống, thân bị xuống. Đâu rồi mày, nó có quay đồ nó qua hết rồi đâu.
Rồi qua vô, qua vô. Vô mình lên rồi, vô mình lên mọi người. Đi ba trái, đi ba trái, đi ba vô nhà nhỏ. Đi ba vô nhà bên trái của mình á. Bèo, 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 bèo. Đi ba ngủ, đi ba ngủ. Tao sẽ bay cho mấy, tao sẽ bay cho mấy. Bay ra với lại quy đồ trong, rồi. Bảy siêu, bảy đi ba, bảy đi ba. Rút bờ, rút bờ con, rút bờ con. Rút bờ không bay, rút bờ không bay, rút bờ không bay yếu. Quy đồ phải, quy đồ phải, quy đồ phải. Con đang nô rồi nha, con đang nô. Kẻ quy đồ, kẻ quy đồ, kẻ quy đồ, kẻ quy đồ. Thiên lên, để thằng. Ê, quy đồ trên đây, quy đồ trên đây. Bắn chết, bắn chết, bắn chết. Quay rồi chết rồi, rồi còn một máu. Còn heal lại rồi, heal lại rồi, heal lại rồi. Quay đầu đứng ở dưới á. Quay đầu. Quá hắc, quá hắc, quá hắc. Đi ba chồng. Chuột, 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 chuột. Tất cả mọi người, tất cả mọi người đều về hồi siêu, hồi siêu, hồi siêu. Tắt siêu á, tắt siêu á. Đúp, đúp, đúp. Tắt cái, tắt cái, tắt cái, tắt cái. Tắt cái. Ok, ok, ok. Gà cứu vô mày. Ôi, sai nha. Không kì. Gan, gan một, gan. Là không có e để chạy về á. Không sao đây, thiệt á. Bắt quy đồ. Đi ba đằng sau, đi ba đằng sau. Yếu, yếu phải lòng luôn. Đi ba nổ, đi ba nổ. Rồi rồi. Té luôn. Quy đồ trên cao, quy đồ trên cao. Quy đồ trên vị trí mình đó. Rồi 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 rồi. Quy đồ 1, quy đồ 1, quy đồ 1. Đây đây. Chắc không ai heal rồi, nó đi chuột rồi. Chuột ơi, báo báo báo. Quy đồ mà đỏ mà. Sư không để với heal chuột á. Đi bơi. Thôi, máu luôn. Đây. Ra. Tôi bị chuột bật rồi. Ừ, có bơi chuột giữ bơi rồi. Rồi, ok. Nó chùa trong nhà. Chùa trong nhà phải. Chùa lùi rồi, chùa buộc lùi rồi. Về luôn giờ. Stand rồi. Rồi, đâu vậy? Xin heal. Ok, lùi rồi. Chúng là mình chỉ cần mình chạm mình kéo mẹ nó spam á, có mẹ đâu nhà nhỏ nha. Ok tắt siêu rồi, tắt siêu nói. Ồ, đúng rồi, có khỉ đổ khỉ đổ khỉ có con nè, thôi rồi đi bắt, đi bóp quy đồ, quy đắp quy đồ trên nơi trên thấy rồi, quy đồ chết, mắt sorry bị trên đây là đang lùi hồi xin nè, chùa hát. Có nào qua trái không? Có nào qua trái không? Không chưa. Ở đèn group á. Nó có AC nha, nó có AC. Rip trái lại nha. Tốt, AC ngu xin. Rip bờ, rip bờ. Tốt, rip bờ trong thôi. Rip bờ lên 2 round, rip bờ lên 2 round. Rip bờ lên 2 round, trái nha. Cùng 2 round, trái nha. Rip bờ lên 2 round, trái. Vô, chưa nó đổ bờ đó, đổ bờ đó. AC tao siêu. Ờ, đứa nào? Trời. Ủa, trái. Rồi xong. GG. Má, Mustio. Play of the game. Tốt nè. Nó chưa phải là fan Nano hay chùa hả? Nano, Mustio. Yep. Má hồi nãy Nano hay chùa. Ê, mẹ coi cái đó có highlight không? Đi kiếm cho, trời. Bạn cơ đúng đỉnh luôn á mẹ. Chứ, phải có chứ, chắc chắn là có rồi. Ra quay highlight liền. Để coi có highlight không? Trời, chắc chắn cái đoạn hồi nãy Zen là có highlight rồi đó. Quá cười hẻ luôn á, cứ tin tưởng mẹ, trưởng. Có, từ để coi đã. Đoạn đó kêu 3 hiệp tiếp. Mà đoạn đó cũng có quay có rồi à. Có quay hết mà. Không. Không, cái quả đó vẹt bị team bị dính ra Raviton á, vẹt hay Transcendent cứu team. Transcendent cứu đó. Cái cứu đó nó uổng cái là cái thằng McCree nó bắn bể mẹ nó với máu.
Nên là mình vẫn chết. Nó bắn bể đầu mình luôn. Thấy nó bị bích á, cứ ép lên, ép mạnh dạng lên. Mình cứ sợ. Còn khi nào mà mình đã có point được rồi á thì mình cứ lùi về, không sao chứ. Mình chết cũng được, miễn là mình có cái point thôi. Má Mozambique này mạnh vậy. Mẹ. Mozambique full dam. Mozambique được boost dam lên đi. Này Mozambique vàng rồi. Tụi mình có chip bộ tách full, chip bộ tách vàng ba. Full phụ kiện. Full phụ kiện. Má tuần sau hết tháng rồi. Ủa, ngày mấy mà tuần sau hết tháng? Ủa, tháng 2 mà, 28 ngày à. Chắc phải cũng 30 ngày. Khi nào có lương, khi nào có lương, khi nào có lương. Nào có lương, khi nào có lương, khi nào có lương. Má lương OT chưa về nữa ba. Má mình lương tháng 13 sao? Mình 20 ngày nữa mới có lương. Map kia rồi đó. Má có thằng Patrick kìa. Con đi chỗ. Đừng ra giờ đi à. Daria kìa. Mà xì biết kít. Ok. Yomi cầm heal hả? Yomi mà kêu là biết đi là tự viết là biết up tăng. Cái này hơi bị khó nha. Thôi heal. Heal không có đủ. Cái team này heal không đủ đâu. Tao không đủ được men. Không đủ. Phải có một heal nữa mới đủ cho cái team này. Đủ. Yên tâm. Không có bay qua quay lại nhiều đâu ba. Không, nếu mà khoai. Mọi thứ nó được ghi âm lại á, nghiệp không có cơ hội để trả đâu. Nếu mà phong kết heal rồi, nếu mà phong kết đó hả, để con gọi mẹt á thì mình lại không heal cho nó. Ôi xa. Bắt sơ. Barret. Genji. Để đi ngang với cầu quốc. Barret đây. Get đi lên kìa. Bà nó qua cái cầu nha. Lôi. Gấp lại. Một tia đèn sau nè, get in. Nó qua cầu rồi. NG lại nữa rồi. Ok. Anh yếu. Cố lên. Bấm man. Cứ siêu lên. Genji có tiếng này ra luôn nha. Ôi, bắt sân chết. Rồi, chết. Hiểu rồi. Giữ cái hai ta. Tao lại giữ cái hai. Vẹt mà thấy bút máu thì chạy vô. Đi ra bên phải. Đi ba chuẩn bị đai đằng sau nè. Nó đổi Ash. Ryan với lại Ash. Cứu về. Đi ba học chơi, đi ba chơi. Lôi. Đi ba sau. Em bị rồi. Hello. Hết rèn, hên quá. Thử luôn. Thôi. Ủa, anh đâu? Đẩy lên, có xe. Ok, có Graviton nè. Có sát tơi nha. Ok. Đi ba chứ đâu. Thằng Ren chưa không biết là có sát tơi không nha. Chắc có rồi hả? Không, nó mới đổi rồi, chưa có đâu. Ok. Ai nó mới đổi một combat rồi đúng không? Ok. Đi ba đây nè. Coi chừng thằng Genji nha. Ok, Genji. Mạc lo.
Vẹt 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 lo phần 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 ấy ra. Ok, nếu mà nó solo thì solo cao tầng. Đi bay, đi bay sao yếu nè. Ok. Rồi đi bay đi max. Cherry ơi, Cherry ơi. Quy đồ phải. Bên cao. Lôi. Bên này. Giết anh chi à? Ôi chết mẹ, không sao rồi. Quy đồ đằng sau. Đâu đó là Cherry, đúng là ấy chết rồi. Thì đó, nhưng mà nói cho cùng vẫn không có thể là mà đủ hiểu được. Hai thằng tăng hết ngàn máu rồi. Tự đồ kìa, ra đây cần tết đi, cần tết nhiệt vô. Thế một người nó mất xa đồ rồi nha. Ờ nếu được rồi. Nó mất có lại mà đúng không? Mày cướp tôi rồi, bye bye em. Ui, còn sống. Có sát sẵn hả? Coi chừng đi vào sau lưng. Ừ, nó chơi lầu, đi vào chơi lầu cao sau lưng. Ra nữa, cây. Chơi sờ, có chơi sờ. Chơi sờ đằng sau. Chạy sờ bay lót, nhưng xin ai. Quay lại, có tết rồi. Quay sờ bên phải nha. Chạy sờ phải. Quy đồ trên cầu 2 kìa. Quy đồ vẫn trên cầu hang. Quy đồ phải. Chết rồi. Về Amon á, cái bà ơi. Tôi Lucio chưa? Ôi. Ok, yeah, để tôi đi BS cũng được. À, tao mày nói chuyện á, chuột có thể không cần đai trước. Một là mày đai để cứu tao, còn những con bát sau á, tao bắn yếu một đứa này. Thì mày sẽ, tao sẽ call mày nhảy vô chơi nó. Chuột nào? Tao cần nghe. Chuột nào? Chúng ta đã có hai chuột. Cái chợ thú. Sao ăn đi mộ không vậy? Nghe có mấy em đi mộ. Toàn sở thú. Cái kia đứng. Để Ren cầm Lucio cũng được. Để Ren cầm Lucio. Ren Lucio. Cái line này rất là hợp style Lucio của Ren đó. Vậy em qua damage hay là vẫn giữ Ren? Damage đi. Đánh aggressive vô. Chơi đây giới thiệu với bạn, đây là Zireta phiên bản kỹ. Zireta phiên bản kỹ. Ok. Nhưng mà khi của Zireta này được nâng cấp và bắn được trong ra ngoài. Mọi người ở trong nhà để bạn spec, bạn chạy ra spec. Có quay đồ, có ra đi. Quay đồ cao. Quay đồ mới trong sách á. Ok, quay đồ với dưới đó. Vô nè. Đúng phía đằng sau hay đâu. Đang móc nha. Đúng phía đằng sau móc kìa. Hai đứa lùi nha, Đúng phía trong nhà nhỏ này nha. Nó quay lại boy rồi. Hai tăng xa, hai tăng của nó xa lắm. Đúng phía trong nhà. Đúng phía đâu. Đang Cherry nhảy vô quy đồ nó, Cherry. Nếu được mọi người về đi mọi người ơi. Quy đồ đâu. Rồi, tập trung trước. Bên trái bên cao. Quy đồ đứng xa đó. Xa sau bên trái á. Nãy mà đẩy về nó xuất qua xa bên trái á. Đó, quy đồ chết chắc. Quy đồ bắt bò rồi. Đúng fit. Đây là dính trap. Ra ngủ. Hồi trap rồi nha. Đúng phía đằng sau má, đấm vô mặt rồi. Đúng phía đằng sau kìa, đúng phía móc đằng sau rồi.
đánh như bạn ấy. Đánh như bạn ấy. Đánh như bạn ấy. Đồ chết, đồ chết. Mẹ đau quá, nó có ùn á. Nó có nano á, nó có nano đánh tao lắm bạn. Anh nói gì anh? Anh bảo là anh đã anh thấy anh thả ulti không thì địt mẹ đừng bắn nó nữa để cho nó đánh á. Bắn min. Vãi lâu hổ vậy. Ồ, bị disconnect. What? Why? Một máu cũng một máu thằng đi đen luôn, điệp mẹ một máu. Ê, cho khoai hiệu vẹt đi, để khoai lấy nano. Đừng phía đằng sau, đừng phía đằng sau, đừng phía đằng sau. Này nano, lúc cái đầu vẫn đứng trái kìa. Cứu, cứu, cứu. Mẹ! Chết, chết, chết. Bực bên thằng quần này quá. Ừ, nano, lúc chết, cần cái slip. Ren chết, Ren chết. Không bị disconnect rồi, đang vô lại game. Đây nhà mình cũng bay luôn. Rồi em má ba thằng rồi đó mà. Rồi 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 rồi, rồi. Vô lại, đang vô lại, đang vô lại. Nó mất ba thằng rồi, nó ra cũng dễ á, mình ra kịp. Đây vô bạn đi, đây vô bạn đi, đây vô bạn nè, chúng mình. Ép vô, ép vô. Bên nó chết, ép vô. Thắng vô. Ôi, chết ba thằng luôn rồi. Ôi. Ui đồ đứng cánh phải, phải. Ui đồ đồ đứng ngay cái bình nước á. Ui đụng má. Rồi. Em không dám lên trên cao đứng mà con quy lồi nó free quá. Để tao quay đồ hay hơn á thôi. Một. Đứng phía đằng sau, đứng phía đằng sau, đứng phía đằng sau, đứng phía một. Qua đầu đi. Đi qua đầu đi. Quá trời. Vẫn kẹp, vẫn kẹp anh, vẫn kẹp, vẫn kẹp. Boss bay em giết được. Thì bay rồi đó. Thì đằng sau ấy. Có xe đó. Quay đầu chết. Anh này út. Má, dưới xe đó. Anh này nó chết. Ra đi út, ra đi út, ra đi út. Ra đi út. Ra đi út chết. Ra hấp, ra hấp, ra hấp. Ra hấp còn ra hấp. Ra hấp chết. Ra hấp chết. Đừng phía nào. Ái bực mình thằng đứa phít vãi luôn á thầy. Hồi nãy sao á, nó đấm ngay mặt mình mà không trúng tường mà vẫn kiểu one kill người ta. Đem to vậy? Không, không có đâu, tại vì trong lúc mà mình bị bay á, cái team mình nó bắn trúng rồi bên nó có Widowmaker mà. À. Thì trong lúc đó. Tại hồi nãy em không có nghe tiếng con Widow nó tỉa em á, mà em vừa mới đáp đất xuống nó đấm vô mà em tưởng em dính tường. Thì cái đam impact từ trên trời rơi xuống là 75 đam và thêm cái đống nữa. Nghĩ đây. Ok, bye bye chơi. Ủa nghĩ hả? Thôi, giờ bạn chạy đi lấy cái quạt quay về sau. Lấy gì? Khi nào bạn về? Không không. Bạn đi lấy con cạc. Lấy con cạc. Con cạc. Lấy con cạc. À khoan xí, Yomi mọi người voi đi, Yomi chỉ kit. Chơi quick play đi. Chơi quick play đi, luyện cái tay lên, cái gì đâu. Hay không mọi người vẫn chơi chết tiếp đi, để bạc lấy cạc về, tại vì để đến mai để nguyên ngày đi làm. Không kịp mét. Lấy đâu. Ờ chơi thì chơi đi, đến 12 giờ phải phải ốp. Ok. Để quick play. Ủa? Đi. Mình hả? Ok. Ai muốn luyện con gì? Anna đừng có suy nghĩ về cái vấn đề chẹt khi mà đang combat. Hiểu không? Vẹt chuột, vẹt đã chạy về là để lên combat liền. Nghe bà luôn, Anna là xác định là không ai cover. Thấy ông vừa nói xong, đâm fit nó đến hỏi tuổi liền luôn. Mẹ đúng bực. Không có chứng minh nhân dân để chứ xuất trình rồi xong. Mẹ đúng bực thằng quần luôn á. Mẹ hỏi sao mình gây xịt chứ. Hỏi sao má mẹ còn nói mày chửi cho. À, mọi người chơi đi, để vô đây thôi, chạy đi đây. Đi đây.
cái vụ mà Lucio nó nhảy cái đường hẹp, cái đường cua á, thì khi mà tới cái góc cua đúng không, có hai lựa chọn, một là mình bám cái cua đó rồi mình nhảy ra, hai là mình dùng cái đường cua đó để mình nhảy qua cái tường bên kia. Cái đó là cái cách nhảy của Lucio, tại vì nó đi là nó đi tốc độ chứ nó không có cái kiểu bám tường nhiều. Nó là hopping chứ không phải là wall ride. Lucio là dạng hopping thôi. Hồi đó là lúc mà nó chưa có fix á thì em còn chơi được, khi mà nó fix xong rồi á kiểu như là nó dính tường hơn á. Khi mà em bỏ ra khỏi cái tường á cái em không có hop được á. Kiểu như nó cứ kiểu như là nó cứ stick sao á. Cái sau em bị rớt xuống. Hop á là nó bấm nhảy liên tục luôn. Đưa tôi cầm Lucio cho. Đưa cầm Lucio để nghe cái tiếng keyboard nè. Nghe tiếng keyboard là biết rồi. Hello. Để cái mic xuống đây để nghe cái tiếng keyboard là biết rồi. Đây để cầm Lucio cho. Ừ. No back bait. 5 4 3 2 1. Hello. Round 1. Tell me. Coi coi cái clip gửi á đồ ơi, đéo cười thôi luôn. Đi đâu thế? Ai da chết mẹ tại giá rồi. Cho tôi theo kìa. Chết mẹ, nãy giờ đang bật cho đi cỏ. Tôi theo đằng sau lưng rồi. Đâu. Đây sau lưng, còn màu xanh đây. Rồi, cảm ơn luôn. Trời ơi, cái map nó màu xanh đó phê. À, cái đồ nó cái thiệt. Ui đồ. Ui có chuyện trả giá. Trả giá liền yên tâm. Chị cái viên lộn trả giá liền. Trời, tố siêu của chị Đại rồi thì đến. Ngon. Đây nè, em trả giá rồi. Cái giá rồi. Có chừng 2 tuần xong á. Đéo nói nhiều. Tôm rồi mẹ. Thấy kìa. Dạ giá liền. Như nãy giờ mình quên heal các bạn ạ. Đúng rồi đó bạn. quên. Ủa vẫn có heal nè, chơi lũ. Ê. Hay à, biết ông kia đi bét cỡ nào á men. Trời ơi cũng bị tuyết nữa. Ồ rồi hót. Rồi hót với Macri mình. Lùi, có Tourette này nè. Thôi, chơi. Đứng nhìn mình chơi. Này nha. Chiu. Nó chưa nghe danh Max Grylick. Cái đồ nhảy với boy hay lắm. Về cơ bản là lúc mà đứng, khi mà đang lướt trên tường đó, thì bấm như vậy nè để cho nó hop nhanh hơn, còn nếu mà giữ cái nút sway á thì nó không có nhìn cái cách nó bay nè, chứ phải nó bay do thằng Nick già nó chạy nhanh lắm em. Bassy của Nick già là chạy nhanh. Ừ, nhưng mà cái cách cái bassy của nó là khi mà nó hopping á nó sẽ nhanh hơn nữa.
nó được bút, nó được bút tốc độ lên nữa. Nếu mà nó cứ áp mặt, nếu mà nó bám, nếu mà nó bám tường nó sẽ chạy chậm hơn. Còn nếu mà nó hóp mấy đứa nick già lợi ha, sinh ra lại chạy nhanh này. Ma, races, fast for the water, phải races. Ga là phải nhanh để lấy nước mà. Để chạy. Cái trên phải luôn á. Ga là chạy nhanh để lấy nước. Cái bông cái bông. Để chạy hồi cảnh sát thôi. Đủ má em bị công an hỏi giấy tờ. Tôi nên chơi healing. Tôi đều nên chơi DPS. Đủ má bị công an hỏi giấy tờ đẹp mà. Cái góc bất cứ cái góc cạnh nào cũng đều là cái điểm tựa để cho nó nhảy hết trơn á, cho nên là Lucio nó thoải mái lắm. Cái map mà khó nhảy nhất là Iliad á. Iliad. Cái Iliad mà Lighthouse á. Cái map đó nhảy rất quay luôn. Nhất là trong cái farming nhỏ nhỏ á. Kiểu như là thường là con test leo tường đúng không, mà kiểu nó nhỏ quá xong rồi kiểu bay á, xong rồi đụng vô cấp tường nó bị té xuống mà bị hoài luôn. Khỉ vô đụng má. Nó có cái thời gian nhất định của bám á. Xin hiểu. Trời, có đi đồ mà ơi. Ôi trời ơi. Ủa đúng mấy đâu quá. Bye. Lôi rồi, má vậy hút cũng được nữa hả ba. Mày xếp hàng đi mấy đứa. Đúng á. Đẹp con mẹ. Mình tưởng nó hết lát ban rồi. Lát ban 10 giây chứ. 10 10 là tành lâu lắm. Khởi móc trái, khởi móc phải, chỉ móc phải. Nào nhà vô cái bờ đi. À đi. Mày lát ban rồi đúng không? Mày lát ban à? Mày lát ban đúng không? Đi mẹ mày. Bút một tí luôn, bút một tí luôn. Em dí chết mẹ nó, dí tia chết mẹ nó. Lucio với lại em muốn học cái cách Wallride á, coi mấy đứa Lucio top 500 á. Tụi nó chỉ cái cách Wallride rồi chỉ cái cách đổi heal rồi này nọ. Tại vì như tôi chơi Lucio là mẹ cứ mỗi một giây là tôi đổi một lần. Cứ mỗi giây tôi đổi một lần. Mà phần lớn là speed boost đúng không ạ?
À, em chơi Lucio thì cũng là đổi liên tiếp á. Ừ. Tại kiểu vừa đi vừa heal, vừa đi vừa heal. Cái mode của nó đổi xong 0,5 giây sau nó mới bắt đầu có hiệu lực, trừ cái tốc, trừ cái speed ra. Thì khi mà đổi qua heal nó 0,5 giây sau nó có hiệu speed thì nó có liền. Thành ra là có mấy lúc mình speed boost lên á để mình chạy trốn được rồi á thì mình mới heal, còn không thì cứ đổi liên tục. Hop á, chứ đừng có nhảy kiểu wall ride nó chậm lắm. Hopping là được tăng 30% tốc độ và nó cộng dồn theo cái số lượng khi mà mình nhảy nữa. Mới biết các bạn. Nó được cộng dồn cái lỗi đó, nó sửa rồi nhưng mà theo cái test tốc độ thì nó vẫn được cộng dồn bình thường, chạy nhanh lắm. Như cái Icon Wall nè, tôi mất khoảng 10 cho tới 15 giây là tôi bay từ cái point này qua point bên kia luôn rồi. À, cái con Lucio nó có cái trick mà kiểu chạy bo góc để lên trên cái tầng cao hơn á. Ừ đúng rồi, có. Ồ, không làm được cái đó, tập hoài mà không làm được. À đúng Quê. Rồi. Bây giờ tại coi mấy đứa top tay ở play Lucio á, nó hay làm vậy mà không làm được. À thì cái mẹo á là khi mình đứng ở cái góc V á, rồi cái góc chữ V này, đây nè, cái góc chữ V đúng không, muốn leo lên mình phải đứng ở đây, nhảy qua bên đây, mình điện qua bên đây. Không, cái đó thì lên được, ý là kiểu như là cái góc này nè, Lucio bên đây trái của mình nha, Lucio bên đây trái của mình nha. Ok. Ở bên đây trái nó mới lại trên đây trái. Ok. Là cái góc cạnh lồi của tòa nhà á. À, cái đó phải cửa nó bật lên. Ừ đó, kiểu là nó xoay tâm á, nó xoay tâm cái em á. Ờ, thử mà không có được. Kiểu như nó xoay nhanh á. Khi mà mình chạy á. Bật cái biết sao. Rồi một người thì mình nhảy, nếu mà mình chĩa cái màn hình cho như là thì nó sẽ bay cao hơn, nếu mình chĩa thấp xuống nó sẽ bay thấp hơn và tốc độ nhanh hơn. Nên muốn nhảy lên mấy cái góc này á phải dựa vô cái màn hình nữa. À, thấy không, nhìn này ôi đúng rồi, oh shit, dựa vào địa hình nữa. Lên nó kiểu như mấy cái tòa nhà mà nó có mấy cái dạng như là góc tường ra, ở cái góc mái nhà ra. Ờ rồi. Ờ đó. Ờ tụi nó hay dùng cái skill đó cho mấy cái góc đó. Thì cũng phải luyện tập nhiều lắm. Cái gì sau? Nói sao tập chơi cái tự nhiên mình có cái feel liên mình làm. Giải thích bật lời, đôi khi nó cũng khó nói. Nhưng cái này thì boost nó ra nè. Beat boost thì nó không có dí được. Đó, Genji là chỉ vậy thôi. Boost nó ra, xong rồi beat boost thì thuộc về. Nó không có bắn, nó không bắn được. Ôi, tôi tưởng của bên mình. No. Mày đứng nhìn đó. Tôi đứng nhìn. Đứng nhìn đó hả? Ừ, tôi đứng nhìn. Đó, nhìn quá. Mẹ, chừng rách. Tôi chơi chừng rách 600 tiếng. Tôi giết chết gì trò đó. Là hai cái gì chen nhau à? Đồn. Nó không khác mà. Đôi lúc thôi. Nó kia là tạc đầy engine. Ừ. Không phải lúc mà nó phải đỡ ho thiệt chung luôn. Skin nó tùy skin nữa. Có skin thì nó nói chung nhau, có skin nó khác. Mẹ lâu. Đâu vậy luôn hả? Ừ. Lâu. À không phải, ý là thầy trò của solo ult đúng hả? Phải lâu vậy? Ờ không, em mai như cái mặt đó cho nên là cứu bản thân quá. Lùi về, đi vô miếng. Ok,
trên lầu á. Các bạn biết team này cần gì không? Cần gì? Team này cần gì biết Lucio. Lão láo muốn kiếm hả mày má? Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Bị dính trap. Sau lưng, sau lưng. Ui, đâu vậy? Mẹ, tụi này. Ai? Má, ta dài nhiều quá. Đéo nhìn bên đâu, nhìn bên đâu cũng bị tỉa. Mẹ, làm như tưởng mình đâu có mát chưa, mày đặt. Văn văn. Lý sao mà đánh lại Lucio top 500. Sao lưng. Nghe thì mày lót, mày lót, mày lót. Ở dưới trời. Nó đủ chứ. Má quá đáng rồi. Thì đâu kịp. Sợ đấy. Mà đá cho mặt mình sợ đấy. Vừa mới nhảy xuống thì gặp cái Mercy. Ôi đồ mà. Đứng lại đi. Mercy an phận rồi. Má tội vậy. Má siêu đâu quá. Trời phải lồn thiệt chứ. Nó đứng nhìn cái Riptide nổ. Nó gọi là bỏ cuộc rồi. Nó upset. Ủa quá khi bạn desperate as fuck. Trời má. Má nhìn nó. Xô nhục. Thuông Zen. Why am I xô nhục? Má nếu quan tâm luôn mình đẩy bài lên. Má mày ghét mày quần. Ghét Mercy. À đù. Rồi anh đi. Để bên Mercy bay cao quá. Gãy cánh rồi. Ê, hey, rush luôn. Rush thì lâu á. Bay lót các bạn ơi. Bay nó luôn á. Tao kìa mày. Tao kìa mày. It's all calculated. Đủ. Má trời, vô cái góc gì rồi mà nó còn nhìn thấy mình hả? À? Thôi quá, thằng này mắc quần gì á. Thằng kìa bọn Mercy. Má nó ulti solo. Hanzo lần sau. Được Hanzo kìa, vô mày. If you can. Trời mẹ đi, nó không may theo mình. Đó, bắn trời. Đáng chưa. Má tự nhiên nó vòng vòng mấy cái nó vòng mấy cái hành lan can á, cái vòng chung mình vừa hay chua một hay chua yếu no có đủ phở riêu phở riêu mày chơi ai trời đủ má. Má em nhớ là em đụng mấy em tăng, sau đó em tạo một nùi bay luôn nhưng mà em vẫn đéo thấy mấy lồng nó chết. Hết cục vậy. Hay không? À! What the? Gì vậy? Ông ba tự nhiên đứng hát cái không biết đâu ra một nùi luôn. Đó random mai đó. Sợ chưa? Bắt sân đó. Thật thì thôi mình vẫn leo xe thôi, ngồi dưới xe nè. Đó, gạch dưới mình. Má mắc qua click. Má tập trung mấy má. My ultimate is almost ready.
mà. Rồi, rồi xong đi luôn. Rồi xong tới lượt mình đi luôn. À đó thằng chùa. Nó block cái bom của mình. Team mình nát rồi. Team mình bể. Lúc đó team mình bể rồi. Giờ đã bể rồi mẹ. Thôi dùng đi cầm đi phía thì dùng đi. Làm gì vậy ba? Ôi bị đốt 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 đốt. Trời. Nổ luôn, lựa lựa vậy nữa. Đó, em đang nhảy xuống. Tưởng nó đang kiếm mình chứ. Ủa má nó cày nó dí tôi đụ má từ A tới Z luôn mà nó thấy tôi sao nó hoành lại nó kiếm tôi đụ. Mẹ đó. Đó này. Bây trên lầu. Bên phải tay phải khoe. Má thấy ba mà sợ đi lướt qua nó là nó bị lát men. Ừ nó bị lát mà. Đốt tới chết. Yep. 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 Coi như mình đã chạy lên mặt nó và combo đi các bạn. Thôi ngủ anh em ơi, đúng 12 giờ luôn. Ok. À, mình lấy Apex tiếp. Play of the game. Docking. Trời luôn á, cú này bên trái á, là cái thứ kia bên kia đánh trước mặt á, là thằng Hai Nui cũng quyết nấp đâu giờ.